Đây ga lò rồi đây. Tắm ở. Gì này, cái này là mỗi lò bánh mì làm được rồi nè. Bữa nay là quá chỉnh. Chỉnh cơm mẹ nấu luôn. Ngon tuyệt vời. Cái khay nó nhỏ quá để bánh mì bị dính. Ở này ở đầu tiên quét bơ nhiều quá trời luôn, bóng hới luôn. Ở này ở thứ hai quét bơ lần một, ở này quét bơ thứ hai lần luôn. Cái dĩ đầu tiên quét bơ thứ hai lần luôn. Mời cả nhà ăn bánh mì. Sướng. Tự tay làm nhìn thấy nó sướng tay gì đâu.